Nếu bạn có một phòng ba đẹp, khỏe và săn chắc, không chỉ nó giúp cho bạn có một cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp cho bạn mang quần đẹp. Vậy làm thế nào để thắt chặt cơ bắp của mình đúng cách? Thứ nhất, chúng ta cần phải nuôi dưỡng cơ bắp của mình với chế độ xây dựng xương và tăng cường các protein nạc với các chất béo carbon hydrate phức hợp. 1. Trứng. Các protein và axit amin thiết yếu có trong trứng rất cần thiết cho việc xây dựng, sửa chữa và duy trì cơ bắp khỏe mạnh. Tất cả đều hướng tới việc làm săn chắc vòng 3. Chuyên gia thạc sĩ Lise Shapiro cho biết, trứng là một nguồn protein tuyệt vời. Chỉ cần một quả trứng chứa khoảng 7g protein, chúng cũng giàu chất béo lành mạnh, chất béo và vitamin tan trong nước. Có thể giúp tăng cảm giác no và cải thiện mức năng lượng trước khi bắt đầu tập luyện. 2. Cá hồi. Cá hồi chứa một nguồn giàu protein như vitamin B12 và axit béo omega 3, rất tốt để sửa chữa các tổn thương sau khi tập luyện phần thân dưới. Chuyên gia Shapiro cho biết, omega 3 thúc đẩy các đặc tính chống viêm và có thể cải thiện hiệu suất thể thao bằng cách tăng sức bền và giảm bớt sự thích ứng của cơ và phục hồi cơ. Hãy thưởng thức cá hồi với quinoa để khắc phục tình trạng khá phức tạp đó. 3. Đậu lăng. Đậu lăng là protein có nguồn gốc thực vật chứa nhiều sắt, folate và chất xơ. Chuyên gia Shapiro nói, folate cần thiết cho quá trình chuyển hóa protein và chất sắt trong chế độ ăn uống, có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt và có thể cải thiện hoặc duy trì hiệu suất luyện tập. Thêm vào đó, chất xơ hòa tan và không hòa tan có trong đậu lăng có thể làm tăng cảm giác no, giúp bạn dễ dàng tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và có được kết quả tuyệt vời ở đó. 4. Phô mai cottage. Phô mai cottage chứa nhiều protein và chứa một nguồn canxi dồi dào, rất tốt để tăng sức mạnh cơ bắp để làm săn chắc cơ bắp của bạn. Theo chuyên gia, canxi là một khoáng chất cần thiết giúp mông săn chắc hơn vì lượng đầy đủ, có thể làm tăng khối lượng xương, mật độ xương và kích thước xương. Ngoài ra, canxi cũng giúp giảm nguy cơ loãng xương. 5. Bơ hạnh nhân. Bơ hạnh nhân là một món ăn nhẹ sau khi luyện tập vì nó chứa nhiều protein thực vật, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Theo chuyên gia Shapiro, vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa và chống lại các gốc tự do sinh ra trong quá trình tập thể dục. Vì vậy, một thìa bơ hạnh nhân sau một buổi tập luyện vất vả có thể giúp cơ thể của bạn thích nghi với thói quen tập thể dục mới và ngăn ngừa tổn thương cơ. 6. Đậu nành. Chuyên gia thạc sĩ Kelly Jones cho biết, edamame, đậu phụ, tempeh đều cung cấp protein đậu nành, loại protein thực vật có chất lượng cao nhất, được coi là sự thay thế tốt nhất cho whey protein để tăng cường protein cơ bắp. Thêm edamame và món xào hoặc tô ngũ cốc sau khi tập luyện hoặc dùng đậu phụ trong món xào. 7. Protein đậu. Trong khi đậu Hà Lan tự nó rất tốt, một khẩu phần sẽ chi cung cấp 4-5g protein. Mặt khác, đậu cô lập protein có thể cung cấp nhiều như bạn cần để kích thích sự phát triển cơ bắp. Chuyên gia Jones nói, các nghiên cứu gần đây đã gợi ý rằng chất cô lập protein từ hạt đậu có thể có hiệu quả tương tự như whey protein. Vì vậy, nếu bạn đang tránh dùng sữa, hãy trộn chất cô lập protein từ hạt đậu với một số loại quả mọng và sữa hạnh nhân để làm thức uống sau khi tập luyện. Fromage Parmesan. Chuyên gia Jones nói, Fromage Parmesan có thể đắt hơn, nhưng chỉ 1 ounce cung cấp 11g protein xây dựng cơ bắp. Nó tạo thành một bữa ăn nhẹ hoàn hảo tuyệt vời sau khi luyện tập, khi kết hợp với một số bánh quy giòn nguyên hạt, cà rốt và hummus để làm săn chắc mông và tăng tốc độ phục hồi cơ bắp. 9. Cá ngừ. Cá ngừ là một lựa chọn dễ dàng để có trong tay. Nó cung cấp protein chất lượng và một lượng axit amin leucin tốt. Theo chuyên gia Jones, leucin là axit amin được cho là có tác dụng kích hoạt sự tổng hợp hoặc sửa chữa và tăng trưởng của protein cơ bắp. Vì vậy, nếu không có đủ, mức tăng của bạn có thể bị hạn chế. 10. Đậu phộng. Đậu phộng giàu protein hơn hầu hết các loại hạt và cho dù ở dạng nguyên hạt hay bơ đậu phộng, chúng cũng cung cấp chất béo lành mạnh. Chuyên gia Jones nói,
Đừng sợ phiên bản đầy đủ chất béo vì lượng calo thấp có thể hạn chế khả năng sử dụng protein để phục hồi cơ của cơ thể, và lượng chất béo lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chứng viêm, đóng vai trò trong việc phục hồi cơ bắp. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau.